Clip ngắn này mình sẽ update cho anh em về Bitcoin và gợi ý thêm cho anh em một số các trend coin, đồng coin có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn. Anh em nhớ xem hết clip nhé. Hello anh em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ok, vào khoảng thời gian những ngày gần đây thì đa phần là sóng ăn coin rất nhiều đúng không? Và rất là nhiều các cái đồng coin tăng trưởng. Mình nghĩ rằng tất cả những anh chị em mà chúng ta tham gia vào các lệnh trước đây mình call cho mọi người đó, thì thời điểm hiện tại chúng ta đã lời khá là nhiều rồi. Và trên nền tảng Trader sẽ là nơi chủ yếu mình call kèo cho anh em nhé. Và trong hơn 2 năm vừa qua thì mình làm trên này hoàn toàn free. Mình nhắc thường xuyên như vậy để anh em biết rằng là hiện tại bên ngoài có rất nhiều các nhóm giả mạo tên mình để có thể lừa anh em tham gia các cái dự án pool gọi vốn cũng như là tham gia vào các nhóm VIP nhé. Mình không có nhóm VIP, mình làm miễn phí. Kênh chủ yếu mình hoạt động đó là trên Twitter, trên Telegram và trên YouTube nhé, cũng như là trên TikTok nữa. Mọi người chỉ cần follow bốn kênh đó thôi thì sẽ update đầy đủ những thông tin liên quan đến thị trường này, liên quan đến các dự án airdrop và cả những kèo trade ngắn hạn nữa. Mọi người chỉ quan tâm về những kèo trade ngắn hạn, trung hạn và phân tích ăn coin thì mọi người sẽ follow Twitter nhé. Và cũng thể theo nguyện vọng của nhiều anh em, mình có tổng hợp lại cho anh em về hàng tháng mình call kèo nào đó và ăn được cũng như là fail thì có hết luôn nhé. Tất cả những bài post còn nguyên đó. Ok, và tháng 10 đúng không? Thì chúng ta ăn được rất là đậm đối với cả Bitcoin, TH và LINK cũng như là một số các đồng coin khác be be này. Ok, anh em xem thông tin đấy giúp mình nhé. Fail thì ít lắm, chủ yếu là kèo xổ số mà thôi nha. Đây tất cả những thông tin là còn nguyên đấy, chứ không phải là kèo fail mình xóa đi đâu nha. Ok, quay trở lại để update luôn cho anh em về Bitcoin đi. Mình sẽ cập nhật nhanh cho anh em về Bitcoin nhé. Hiện tại đây thì Bitcoin đang ở cái vùng đó là 34.000 đúng không? Cái lệnh call mình call trước cho anh em ở cái vùng đó là 25.200 đó, còn nguyên đây. Anh em xem lại giúp mình nhé, 25.200 và 26.000 tiếp tục call đối với cả Bitcoin, TH và đồng LINK. Thì lấy X2 rồi, đối với cả LINK ấy, thì mình cũng đã chốt gốc rồi nha anh chị em. Mặc dù nếu mà nhìn tổng quan chung á, thì LINK khả năng vẫn có thể là tăng trưởng tiếp tục. Nhưng mà mình đã update cho mọi người rồi đó là cũng có một số dấu hiệu on-chain cho thấy rằng là khả năng LINK sẽ có cái nhịp giảm. Nhưng mà mọi người sẽ lưu ý nhé, nếu mà có sóng altcoin tiếp tục ấy, thì LINK vẫn có thể boom tiếp. Nhưng mà thay vì mọi người vào một cái vị thế không đẹp thì anh em có thể lựa chọn những đồng coin khác. Và đồng coin nào đó thì mình sẽ update cho mọi người phần 2 clip nhé. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì là tâm lý của nhà đầu tư lớn ấy, họ đã gom LINK ở cái vùng giá từ 4 đến 5 đô la. X2 thì họ cũng có tâm lý chốt mà, nhưng mà họ cũng sẽ nhìn vào thị trường để chốt. Nếu mà thị trường có biến động xấu thì LINK cũng sẽ bị xả ảo à. Nếu mà thị trường vẫn đang ổn định và tăng trưởng thì LINK vẫn tiếp tục được gom nha. Còn đối với cả Bitcoin ở 34.000, và anh em sẽ quay trở lại để nhìn về cái biểu đồ của Bitcoin trong khoảng thời gian trước đây là sideways từ cái vùng 15-17.000 đó. Lúc đó có call cho anh em tham gia luôn đúng không? Và anh em sẽ thấy rằng là khi mà phút nhiều nhưng mà on chain về những cái địa chỉ ví cá mập cá voi lớn họ vẫn gom hàng ấy, thì đó là một cái dấu hiệu cũng khá là tích cực. Và nhìn trên biểu đồ chart thì anh em cũng sẽ thấy Bitcoin chỉ cần rơi xuống một cái vùng ở trên khung ngày ấy, mà dâu nến cứ rút liên tục ấy, thì đó cũng là một cái dấu hiệu gom hàng khá là tốt luôn. Và anh em cũng sẽ thấy rằng là hiện tại kết hợp thêm một số các dữ liệu on chain đúng không, thì mọi người sẽ có thể là vào những vị thế tốt và Bitcoin sau đó tăng trưởng lên cái vùng 25.000. Anh em nhìn thấy đây, tức là tăng 10.000 giá đúng không? Sau đó điều chỉnh xuống mất khoảng tầm 5.000 giá. Anh em nhìn xem biểu đồ tương tự nhá. Thì Bitcoin sideways từ cái vùng đó là 25-24.000 đó, nó test lại hai nhịp rồi. Đó, đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ trong cái sóng trung hạn nhá. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một sóng trung hạn hỗ trợ đó. Nếu mà anh em nhìn dài hạn ở trước ngày ấy, thì mọi người có thể là đợi test lại quanh cái vùng khoảng tầm 29x đến 30.000 gì đó nhá. Còn gần gần ngắn ngắn ấy, thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể là có một cái sóng sideways quanh khu vực đó là từ 32.900 cho đến cái vùng khoảng tầm tầm hiện tại đó. Có nghĩa là Bitcoin sau khi mà sideways hoặc là điều chỉnh nhẹ thì khả năng sẽ có một cái nhịp test lại quanh cái vùng 35.000x, thậm chí còn có thể là có cái dâu giật lên trên nữa đó, bởi vì cái vùng 35.000x đây đã có một cái gap CME rồi nhá. Mình đã update cho mọi người trước đó rồi thì anh em sẽ xem lại clip đó giúp mình. Mình không nghĩ rằng là có thể lên được khoảng tầm 40.000 đâu, nhưng mà cũng có rất là nhiều view có thể lên được 40.000. Cái này gọi là anh em tham khảo thêm một thôi. Nhìn tổng quan chung thì khả năng vẫn có thể là có cái sóng hồi phục. Và nếu mà Bitcoin sideways cũng như là đồng thời tăng nhẹ thì sẽ có sóng cho altcoin mà thôi nha. Mọi người lưu ý giúp mình phần đó. Còn Bitcoin nếu mà cứ giảm xuống liên tục và khá là khó chịu ấy, thì altcoin cũng sẽ bị giảm khá là nhiều đó. Vì vậy mình mới đưa ra hai phương án. Đó là nếu mà anh em an toàn hơn ở trong sóng gọi là từ tháng 10 đến tháng 11 ấy, thì anh em có thể đợi nó test lại khoảng cái vùng 30.000x gì đó. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo vào lệnh hiện tại, nói chung vào lệnh nào cũng thế thôi, anh em sẽ cần phải cài SL nhé, bởi vì cái lệnh nhận định ở đây thì rất là nhiều anh chị em chúng ta yêu cầu, vì vậy thì mình mới lên mà thôi. Chứ còn trước đây mình đã cho mọi người mua ở cái vùng 25.000x cho đến 26.000 rồi, thì bây giờ call thực sự đó là một cái điều rất là rủi ro. Và như vậy thì có phải là cái nhận định tổng quan chung của mình lại bị sai nếu mà Bitcoin điều chỉnh đúng không? Bởi vì hiện tại chúng ta lợi nhuận khá là nhiều rồi mà. Mình cũng call anh em chốt lời quanh cái vùng hơn 34, 35 nghìn rồi đó.
thì bây giờ chúng ta lại vào thêm nữa thì chỉ dành cho những anh chị em chúng ta chưa có vị thế thôi. Và anh em lưu ý đó là khi mà mua thì mọi người nhớ phải cài SL ở dưới khu vực hỗ trợ H4 là ít nhá. Mọi người sẽ nhìn qua một chút về cái biểu đồ liên quan đến chỉ số tham lam sợ hãi của Bitcoin ấy. Thì hôm nay đây mình chia sẻ cách đây khoảng tầm 3 giờ trước mà thôi, nó lên mức đó là 72 rồi, tức là mức này đây cũng là một cái mức tham lam nha. Còn tham lam hơn nữa là mức trên 80 đó. Mình nghĩ rằng thời gian tới khả năng cũng sẽ có thể đạt trên vùng đó khi mà Bitcoin tiếp tục tăng trưởng đó. Ok, và bây giờ sang phần thứ hai, đó là phần những cái đồng coin nào có tiềm năng tăng trưởng trong chu kỳ ngắn hạn. Trước khi đến nội dung đó, nếu mà anh em cảm thấy hữu ích hãy thả cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube và nhấn bật thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này nhé. Đồng hành cùng chúng ta trong clip hôm nay đây có nền tảng của sàn OKX. Đây là một nền tảng sàn có thị phần vốn hóa tốt thứ hai chỉ sau mỗi Binance mà thôi. Thời gian vừa qua thì sau sự sụp đổ của FTX, sàn OKX cũng là một sàn có cái lượng user chuyển sang bên đó khá là nhiều luôn, và cũng là sàn tiên phong về lượng công bố tài sản dự trữ cũng đã lên đến là gần 10 tỷ đô la rồi. Anh em chưa có tài khoản thì mọi người sẽ đăng ký ngay cái link đối tác ở dưới phần mô tả video để được giảm phí giao dịch, và mọi người sẽ nhận được cái bóc mở nhận lên đến là 10.000 đô la. Ngoài ra hàng tuần sẽ có cái sự kiện độc quyền từ kênh YouTube của mình hợp tác cùng OKX đó, thì anh em có thể tham gia để có thể kiếm thêm thưởng nhé. Ok, quay trở lại thông tin chính tiếp tục ạ. Thì mọi người sẽ nhìn sang Ancoin. Để nhìn sang Ancoin thì anh em sẽ nhìn về cái total 3 là cái vốn hóa thị trường của Ancoin hiện tại đó. Đang ở cái mức đó là 340 tỷ đô la đúng không? Ở mức 340 tỷ này đây thì Ancoin đang có một cái vùng kháng cự đó. Vì vậy thì Ancoin ở khu vực này đây cũng gọi là rủi ro nha. Gọi là rủi ro chứ không phải là an toàn đâu. An toàn là ở vùng dưới rồi cơ. 24, 25 nghìn cơ. Cái vùng đó thì nếu mà anh em không có vị thế bắt buộc anh em sẽ cần phải có một cái vị thế khác mà thôi. Mặc dù nhìn tổng quan chung thì Ancoin chưa bay, nhưng mà một số Ancoin anh em mua như đồng Linh mình côn cho mọi người khá là nhiều lần đó, thì cũng đã ăn được X2 rồi. Với cái vốn đó là vốn top cap á, vốn đi coin top á, thì thực sự đó là một vốn rất là lớn nha. Ok, và một số Ancoin nào sẽ có tiềm năng tăng trưởng á, và kỳ vọng của Total 3 là bao nhiêu? Nếu mà để cho có sóng Ancoin trong thời gian sắp tới á, để cho lần lượt các cái đồng coin có thể boom được ấy, thì Ancoin Total 3 sẽ cần phải đạt được cái ngưỡng đó là khoảng tầm 377 tỷ, lên đến cao hơn là cái vùng kháng cự ở trên công tuần đó là khoảng tầm 400 tỷ nhá. Đấy, mọi người nhìn lưu ý giúp mình ở cái vùng này đây. Nếu mà có thể lên được vùng này thì thực sự sóng Ancoin sẽ khá là mạnh như cái giai đoạn từ Bitcoin 15.000 cho đến khoảng 25.000 đó. Có nghĩa là chúng ta có thể ăn được X2 một số các đồng coin từ thời điểm hiện tại là có thể đạt được nhá. Ok, sang phần thứ hai đây thì mình sẽ update cho mọi người về Ancoin đi. Ancoin thì đầu tiên mọi người sẽ cần phải lưu ý giúp mình về một số các cái đồng coin thuộc Launchpad của Binance nhé. Tại sao như vậy thì anh em nhìn lại về các cái đồng coin Launchpad gần đây của Binance ấy, hầu như là chưa có sóng cho tăng Launchpad đúng không? Bởi vì cũng liên quan đến Binance vẫn đang ở trong một số các cái phút nhỏ. Và cái thứ hai nữa đó là gần đây thì trên nền tảng Twitter chính thức của CZ liên tục hoạt động và ông có đăng thêm đó là Keep Building nhé. Và mọi người sẽ để ý rằng là các cái thời gian mà phút ấy thì CZ luôn luôn lên để có thể là trấn an cộng đồng, và đồng thời như vậy thì mình nghĩ rằng một khoảng thời gian im ắng như vậy khả năng ấy, cái thị trường hiện tại đang ổn ổn xanh một chút ấy, thì sẽ có cái dự án launchpad mới của Binance. Và nếu mà chúng ta nhìn các chu kỳ trước đây ấy, mỗi khi mà có cái sóng launchpad thì các cái đồng coin thuộc launchpad cũng sẽ có sóng theo nhé, cũng sẽ có một số sóng cho những đồng coin launchpad boom mạnh và những đồng coin còn lại thì gọi là hồi phục thêm vài chục phần trăm cũng có thể là đạt được đó. Thì anh em cũng sẽ nghe đến trước đây mình hay call cho mọi người ID và Edu. ID thì mọi người cũng ăn được hai vòng X2 cơ, đó tính ra là X4 ấy. Còn Edu thì mọi người cũng ăn được 65%. Ok, và nếu mà hai cái đồng coin đó thì theo quan điểm cá nhân của mình nhận định ấy, nó cũng đã có một cái nhịp tăng rồi. Nếu mà có thể có sóng cho hồi phục thì mọi người có thể là cân nhắc gọi là ăn sóng hồi phục nhé. Còn anh em sẽ nhìn về những đồng coin launchpad mới gần đây của Binance ấy, như là Arcam này hoặc là các cái dự án dưới đó. Thì những dự án nào đó mà chưa có sóng tăng ấy, anh em sẽ nhìn lại cái biểu chart giúp mình nhé. Mình sẽ không nói cụ thể nữa, nói cụ thể từng đồng coin một thì rất là mất thời gian và dài dòng. Mình sẽ thử cho anh em xem con Edu đi. Thì anh em sẽ nhìn về cái biểu chart trên công ngày á, nếu mà khi mà listing á nó chưa có một cái nhịp boom nào đó mạnh ấy, thì nó cứ giảm liên tục, thì anh em có thể là cân nhắc vào cái đồng coin đó khi mà nó sideways trên công ngày nhé. Ví dụ như kiểu đồng Edu này đây thì đang có một cái vùng khoảng tầm 0,36, mình nghĩ sẽ là một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn nhé. Hoặc là đồng Arcam đi, ARKM đúng không? ARKM là một cái dự án mới listing ở trên Binance dạng Launchpad á. Thì anh em sẽ nhìn thấy sau khi mà listing thì cái đồng coin này liên tục giảm xuống đúng không? Chỉ có một cái nhịp tăng trưởng là từ cái vùng khoảng tầm 0,4 cho đến tầm 0,56 thì chưa gọi là tăng trưởng mạnh đâu. Ít nhất nó cũng phải từ 70% đến X2 trở lên á, để cho những cái em đội cá mập họ có thể là xả hàng á. Như cái đồng ID by Edu á, đó mới gọi là xả hàng. Thì anh em sẽ thấy rằng là từ 1.5 đô la mà xả xuống tận 0.36 đô la, chia kinh khủng luôn đúng không? Xả liên tục luôn, mọi người thấy chưa? Nói chung mục này đây thì anh em sẽ chủ động nhé.
mọi người sẽ check lại giúp mình cái chart ạ, giảm liên tục thì anh em có thể là cân nhắc cái vùng sideways của nó để có thể là mua thì an toàn hơn, và nhớ SL luôn ở khu vực dưới này thì sẽ ok nhá. Sau dòng Launchpad thì sẽ là meme coin mà thôi. Meme coin thì mình có call cho anh em BB ở cái vùng 0.6 đúng không? 0.6x ạ. Thì hôm vừa rồi hôm qua đó nó đạt được cái vùng đó là 0.11, tức là gần x2 rồi. Và mình cũng đã update cho mọi người khi mọi người hỏi về cái đồng coin này đó. Thực ra là mình không muốn update cái thông tin đó đâu, bởi vì đây là portfolio đầu tư riêng của mình. Chứ còn bây giờ ví dụ như kiểu mình đang giữ đồng coin nào và mình chốt chưa hay như thế nào đó thì nó phù hợp với cả nhóm VIP hơn đấy, bởi vì là đã call gọi là call mua rồi, cũng như là call có vùng SL đầy đủ rồi. Mà bây giờ lên chốt cũng nhắc luôn là chốt bao nhiêu rồi chốt ra như thế nào thì thực sự đó không phải là trading. Anh em sẽ không học hỏi được cái gì cả và mọi người không bao giờ có cái gọi là chủ động. Anh em đang đầu tư theo cái cách nghĩ của người khác. Nếu mà thời gian vừa qua mình không may mắn mà mình không được thì sao? Mình mất thì sao? Mình fail nhận định không lên được 35.000 thì sao? Mà như một số KOL khác fail gọi là view xuống đó, view xuống 20.000 mà mọi người theo ấy, thì nếu mà phải đó là mình thì chắc chắn là hiện tại đây mình bị chửi khá là nhiều đó. Nhưng mà hiện tại đây thì cái nhận định của mình đúng. Vì vậy là anh em ăn được nhiều, nhưng mà mình khuyên mọi người chúng ta nên chủ động nha. Cái việc chúng ta đã có lời rồi mà chúng ta còn không biết chốt nữa thì thực sự khá là hơi tiếc anh chị em ạ, bởi vì chúng ta không học hỏi được gì sau mùa downtrend đâu. Ok, đó nhé, mọi người sẽ để ý giúp mình về những cái đồng meme coin nhé. Những đồng meme coin, lưu ý về những cái đồng meme coin mới listing trên nền tảng của Binance thì có Bebe và Floki. Và sau đó thì chúng ta sẽ để ý đến những đồng coin về meme coin top như là Dog hoặc là Shiba. Và nếu mà có sóng cho meme coin comeback mạnh trở lại thì những cái đồng meme coin ở trên các nền tảng sàn tập trung ở dưới như là MAC thì cũng sẽ có sóng hồi phục mà thôi nha. Ok, và sau meme coin thì mọi người sẽ để ý đến các cái con coin thuộc lớp layer 2 đó. Layer 2 thì chưa bay đâu nha. Thì hiện tại thực ra là cũng có cái sóng hồi phục rồi, từ quanh vùng 1.2 cho đến 1.38 đúng không? Nhưng mà nó cũng đang có một cái kháng cự khu vực này đây. Nếu mà anh em đợi thì có thể đợi nó chỉnh xuống tiếp tục thì có thể là tham khảo mua đồng ốp hoặc là đồng ARB nhá. Còn mình sẽ lên cho anh em một clip riêng để nói về top những dự án Layer 2 có tiềm năng X100. Đó, X100 nha. Mọi người sẽ lưu ý giúp mình. Nghe 100 mọi người có cảm giác là nó hơi với đúng không? Nhưng mà đến mùa uptrend thì X100 là cái điều hay xảy ra đó. Vì vậy là chúng ta có chọn đúng nền văn minh hay không thôi. Và sau Layer 2 thì sẽ là những dự án LSD nhé. LSD là một trong số những cái dự án cũng khá là hot thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì anh em sẽ nhìn thấy về cái sóng tổng quan chung thì nó cũng chưa bay nhiều đâu nhé. Anh em nhìn thấy rằng một số các dự án như là RBL hoặc là LDO đó, nếu mà chưa có tăng trưởng mạnh ấy, thì anh em có thể cân nhắc các nhịp giảm của nó để có thể là mua về vùng hỗ trợ ở trên khung ngày hoặc H4 nhé. Ok, và qua clip ngắn này thì mình cũng đã update xong ngắn hạn cho anh em về Bitcoin, cũng đã có một cái view cho anh em nhìn về altcoin và đồng thời cũng đã gợi ý cho anh em một số các cái đồng altcoin để anh em tham khảo thêm. Và anh em lưu ý này, thông tin chỉ là tham khảo mà thôi, không được xem là lời khuyên đầu tư, bởi vì mình đã call trước đó rồi, anh em đều có vị thế và cũng đã chốt lời ngày hôm qua cũng tương đối rồi, có lời nhiều rồi. Vì vậy hiện tại đây thì đang ở trong cái giai đoạn gọi là rủi ro. Còn cái bullish của mình thì đang bullish ở trong góc độ là chủ quan của toàn bộ thị trường mà thôi nha. Cho nên trước khi xuống tiền thì anh em nhớ tìm hiểu thêm dự án và chịu trách nhiệm về khoản đầu tư của anh em đó. Xin được cảm ơn anh em và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau.